Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời đầu tiên cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh của em nha anh em. Và tất cả những anh em khách thủ ha, đã ủng hộ máy bên em. Em cũng rất trân quý những tình cảm của anh em dành cho em ha. Giờ hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong hai con máy của anh Lợi ha, anh Lợi khách hàng ở Long An nha anh em. Là hai con máy Trung Quốc ha, Trung Quốc 6 phép anh nhờ mình độ 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 nâng cấp lại cho anh ha, đánh nước lợ mặn nha nè. Là nước ngọt mà nó bị nhiễm, nói chung là hơi hơi nhiễm mặn đó nha nè ha. Rồi mình đã căng căng hai máy lên xong cho anh lại nha. Rồi xin test từng máy nha anh lại. Em cũng xin phép làm video ngắn gọn thôi nha, để em tiến hành đóng gói kịp sáng nay gửi hàng cho anh Lợi luôn nha. Đây mặt trước của máy nhanh lại. Hai cọc này là hai cọc vợt ha, cọc đỏ đen như vợt ha. Còn nút này là nút bơm nè, nút chỉnh bơm xung trộn xung á, còn đây nút tần số ha, mạnh yếu ha. Đó, còn khi nào công tắc này là chế độ đánh nè, chế độ đánh liều và chế độ đánh bơm ha. Khi nào bật qua chế độ bơm là đánh bơm ha, bật qua phía bên đâu phải là chế độ đánh liều ha. Đây, bật qua chữ bơm này là đánh bơm. Bật ngược qua đây là chính đánh liều. Rồi cho bạn tải ha. Chỗ này máy máy ánh có ra anh Lợi đã sử dụng rồi ha. Nhà biết cách sử dụng trên mình không hướng dẫn, không nói dài dòng ha. Nhà chế độ đánh trọng xung nha, chuyển sang chế độ đánh lì nè. Trọng xung nha anh em nè, nhanh lại. Cái này là nè, nút đèn nè, bấm nhanh bấm chậm nè, tùy tỷ ha, muốn bấm chế độ nào đó. Đó. Thấy nào cá ưng ý mình để mức đó ha, hoặc là chế độ đánh lì ha. Đây. Rồi để em tiếp theo máy thứ hai của anh Lợi luôn nha. Lợi khách hàng Long An nha. Rồi đây nha, cũng như con máy kia nhanh lại ha. Đây y xì nhau luôn ha, hai cọc là hai cọc lao vợt ha, nút đèn nút bấm bấm xung trộn xung, còn đây là tần số ha, chính tần số đó. Khi bật qua chữ bấm này là đánh bấm ha, khi bật phải bật qua phía bên tay cọc đỏ phía hướng đây nè, hướng tay phải của em ha, là nó đánh lì vậy thôi. Còn đây mặt sau máy đây ha, hai cọc cùng màu, hai cọc cò bóp nha, cứ hiểu rõ ràng đây ha, cò bóp ha. Nói chung là sau video này em cũng tiến hành đóng gói liền gửi gấp lên cho anh ha. Nói chung anh em cũng đang cần kích thủ, đang cần ha. Trong những mùa nước đang xuống nha nè, anh em cũng tranh thủ sở hữu những con máy kích cá ha, nên kiếm ăn nó có thu nhập nuôi gia đình nha nè. Chung là cá nếu nước sắt xuống là cá nó dồn xuống kênh rất nhiều ha, kênh rạch chúng ta. Rồi đây nha, máy lại đây. Chế độ đánh liền nha anh em, dùng mình tăng ca riết cũng hơi đuối nha nè,
Nói chuyện Dung cũng đang hơi viêm họng ha, nó chuyện hơi nhỏ anh em có thông cảm cho anh nha. Tăng ca riết cũng hơi đuối rồi nên tần số đây em chỉnh trọng xung nhanh chậm đi ha, nó nhanh nè. Dung anh em lại có sử dụng rồi, mình hướng dẫn sơ sơ rồi ha, nhưng mình test máy thôi chứ không có hướng dẫn chi tiết nhiều đâu, tại vì này máy cũ của anh lại mà cái can thiệp mà làm lại cho anh đánh lợ ngọt mà nhiễm lợ mặn á đấy ha. Nhà chỉ như nó liền nha anh em nè, giảm một số ha, tăng giảm nữa ha. Đó. Rồi ha, hai con máy của anh lại em đã tiến hành đã test ha, đã hoàn tất cả chức năng đều hoàn chỉnh nha anh lại. Máy đã hoạt động bình thường ha, sẵn sàng nó gói gửi đến anh nha. Cuối video ha, em cũng xin kính chúc toàn thể anh em khách quý, anh em khách hàng và tất cả những anh em kết thủ ha, có một sức khỏe dồi dào nha anh em, làm ăn phát tài ha, vụ mùa bội thu luôn luôn là thuận buồm xuôi gió nha anh em, làm ăn phát đạt ha. Rồi trong video có gì sai sót thì mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Chọn anh em nào muốn mua ưu bái mình á, muốn mua máy ha, sửa máy nâng cấp máy ha anh em, máy lớn máy nhỏ gì đều mình cũng có làm ha, máy cơ máy điện tử máy như máy chích máy thả ha, dùng máy thả thả lạnh cũng có nha nè, máy lớn luôn, những dòng máy lớn cũng có làm ha. Đó, anh em nào quan tâm thì liên lạc với mình nha anh em, số điện thoại dưới phần mô tả em cũng có để ha. Giờ đây anh em nào không có biết xem dưới phần mô tả đây là số điện thoại của em đi ha, nè anh em nào có quan tâm thì liên hệ với em nha anh em, số điện thoại ha 0863734979 nha anh em, và Zalo là 0359420412 đó. Rồi xin anh em nào có yêu quý mình á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để có mình có động lực phát triển kênh ha, để làm ra những con máy hiệu quả cho anh em ha. Rồi xin chào anh em và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha anh em.